mà em gửi cho anh Nghi đó là để Lâm Đồng ha. Thì đây chính là cái cân heo hai con cảm biến trên DS166SS của Nhật là bên em đã chuẩn bị xong cho anh rồi ha. Bây giờ em gửi đến anh video clip này để cùng anh hướng dẫn sử dụng nè. Đầu tiên thì mình cân ở đâu thì mình đẩy cân đến đó thôi. Rồi sau đó mình gắn cái bánh xe lên, mình kiểm chứng là cái cân này có thăng bằng chưa. Nếu mà chưa thăng bằng ở một vị trí nào đó thì mình sẽ chỉnh bốn cái chân. Rồi chỉ có thế là xong thôi. Rồi sau đó sau khi mình kiểm chứng cái cân nó thăng bằng, mình muốn cân heo thì mình cứ mở cửa rồi lùa heo vào rồi đẩy heo ra thôi. Mọi thứ nó đơn giản. Ví dụ ở đây em có một anh nhân viên anh hỗ trợ em ha. Rồi trên anh thấy là trên màn hình bây giờ là cái số trên đầu cân nó chớp, nhưng thật ra là do mình quay video clip như vậy thôi, do điện thoại mình á. Chứ nếu mà thực tế ngoài thì đứng số, và cân này nó có thể kết nối với một cái điện thoại như thế này anh nha. Thì hoặc là anh có thể ghi sổ trên cái cân, hoặc là mình có thể là dùng cái app đó trên điện thoại kết nối vậy nè, mình bấm chốt số là lưu số lại cho mình thôi. Ví dụ giờ mình sẽ bấm chốt số, như vậy là số cân vừa rồi nó đã lưu qua điện thoại cho mình rồi đó. Rồi cân xong thì mình cứ lùa heo ra thôi, mọi thứ nó đơn giản như vậy. Thì cũng rất là cảm ơn anh Nghi rất là nhiều đã tin tưởng sử dụng cái cân điện tử bên em ha. Thì một cái đặc điểm mà gần như nổi bật nhất của dòng cân điện tử cân heo của cân tự gia phát là cân heo cảm biến trên, chống nước, chống chuột và chốt số. Thì nếu mà cân xong rồi thì anh cứ yên tâm anh xịt rửa thôi. Anh có thể dùng máy áp lực anh xịt rửa. Thì có những cái dòng cân khác cảm biến dưới nó cũng có khả năng chống nước, chống chuột và chốt số luôn. Tuy nhiên thì với cái dòng cân heo cảm biến trên thì nguyên cái khung cân này nó bằng kẽm chống nóng, cộng với cái công nghệ cân heo cảm biến trên của công ty cân điện tử Gia Phát nữa, thì anh hoàn toàn anh yên tâm sử dụng lâu dài. Và một đặc điểm quan trọng nữa là anh sử dụng cân này thì anh sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền so với cái dạng cân heo truyền thống, đó là tiết kiệm được tiền sửa cân. Thì trong tương lai gần hay xa vậy đó thì anh sẽ không phải tốn tiền cho những cái chi phí này. Rồi một lần nữa cân điện tử Gia Phát cảm ơn anh Nghi ở Đà Tẻ Lâm Đồng rất là nhiều ha, đã tin tưởng sử dụng cân heo cảm biến trên của công ty cân điện tử Gia Phát. Chúc anh nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và chăn nuôi phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.